Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn, chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông, bước sang tháng năm âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tháng năm âm lịch năm 2021 của tuổi ngọ, Tử Vi tháng năm năm 2021 âm lịch của tuổi ngọ chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng, mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch về phương diện sự nghiệp. Theo tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch, một số sự việc đòi hỏi sự thay đổi tuyệt đối, do đó bạn nên có sự xem xét lại những việc làm trong quá khứ và lập kế hoạch thiết thực cho tương lai. Người tuổi ngọ cần phải chú tâm vào công việc và sự nghiệp của mình, đừng chỉ vì mấy câu mỉa mai của ai đó mà nổi nóng. Đừng để nảy sinh bất cứ sự xung đột nào giữa hoạt động công việc và các vấn đề khác bốc đồng không phải là phương án thông minh để giải quyết vấn đề do đó bạn nên suy nghĩ vấn đề thấu đáo hơn và khi gặp khó khăn giữ im lặng chẳng ích gì hãy chủ động tìm kiếm lời khuyên từ mọi người xung quanh nhất là những người lớn tuổi có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực của bạn nhé nguyệt lệnh lâm tử dự báo đời sống có thể đem đến sự xáo trộn nhưng hãy yên tâm rằng bạn sẽ sớm trở lại đúng con đường đúng đắn có sự tập trung thích hợp vào công việc và đạt được kết quả tốt hiểu bật chủ về giúp đỡ cũng xuất hiện trong tháng do đó vì sao may mắn sẽ hỗ trợ bạn vượt qua khó khăn, giúp bạn làm việc hiệu quả. Vì thế, đừng để những suy nghĩ bi quan nhấn chìm niềm tin và nghị lực trong bạn nhé. Tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi Ngọ âm lịch về phương diện tài lộc theo tử vi tháng 5 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch, tài vận trong tháng mới của người tuổi ngọ không được như ý do đó, bản mệnh tốt hơn hết nên cẩn trọng trong việc kinh doanh, đầu tư. Những tham vọng của bạn nên gác sang một bên để chọn thời điểm thích hợp hơn. Ngoài ra, có dấu hiệu bị mất tiền, trộm cắp do đó bản mệnh lưu ý nhà cửa phải đóng chốt cẩn thận để đề phòng trộm cắp nữa nhé. Khi đi ra đường thì nhất định chỉ nên mang theo chút ít tiền mặt mà thôi hãy cẩn thận với những người mới quen vì bạn sẽ chẳng biết rõ họ là ai do đó nên tránh để lộ rằng bạn đang có bao nhiêu tiền trong tài khoản để phòng tránh việc đối phương này sinh lòng tham sự cứng nhắc lười tìm hiểu những cơ hội đầu tư khiến bạn mãi chẳng phát triển được bản thân cũng như gia tăng tài sản của mình bạn nên tìm cách để học hỏi gia tăng sự hiểu biết của mình nếu còn có ước mơ làm giàu tháng này luôn phải đề cao việc tiết kiệm tiền nhé Hãy trân trọng từng đồng tiền bạc kiếm ra vì nguồn thu trong tháng này rất khó có cơ hội gia tăng nên chi tiêu cần phải tiết kiệm người tuổi Ngọ nhé. Tử Vi tháng 5 năm 2021 tuổi Ngọ âm lịch về phương diện tình duyên. Xem Tử Vi năm 2021 bước sang tháng mới, vận trình tình cảm của con giáp tuổi Ngọ có vẻ mờ nhạt vì đây không phải là điều mà bản mệnh thực sự quan tâm trong thời gian này thậm chí có những lúc buồn bạn chỉ muốn được ở một mình không ai hỏi han làm gì khiến bạn khó chịu thêm mà thôi bạn nên tìm cách để bản thân thoát khỏi sự tiêu cực thông qua những phương thức sáng tạo như âm nhạc hay nghệ thuật để chấp nhận và thể hiện cảm xúc của bản thân trước khi chia sẻ với mọi người xung quanh nếu giữa hai người xảy ra tranh cãi thay vì đối đầu bản mệnh thử đứng ở góc nhìn của đối phương xem sao hãy cố gắng nhìn vào điểm chung và lợi ích cho cả hai bạn sẽ tìm ra hướng thỏa thuận phù hợp có thể sự lạnh lùng, xa cách càng tăng lên giữa bản mệnh và một nửa của mình khi mỗi người đang mải theo đuổi những mục tiêu khác nhau trong cuộc sống. Những ai đang độc thân khá kiên nhẫn trong việc hẹn hò, tìm hiểu người khác giới nhưng bạn vẫn chưa tìm thấy người phù hợp. Tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch về phương diện sức khỏe, Tử vi tháng 5 năm 2021 âm lịch nhận thấy, vấn đề sức khỏe cũng khiến con giáp tuổi ngọ cảm thấy vô cùng lo lắng. Theo phong thủy phi tinh, ngũ hoàng bay về phương Nam, bản mệnh lưu ý các bệnh liên quan tới mắt bệnh về máu huyết. Hỏa khí vượng khiến sức khỏe của con giáp tuổi ngọ đang giảm sút, ăn uống không ngon miệng, thường xuyên bị nóng trong, do đó, bản mệnh nên ưu tiên các loại hoa quả có tính mát, làm dịu cơ thể, hạn chế ăn đồ nóng như mít, vải, nhãn. Tính cách nóng, nảy, thiếu kiên nhẫn của người tuổi ngọ trong thời gian này cũng vì sức khỏe không được tốt, trong lòng luôn có cảm giác như lửa đốt, bản mệnh nên thử dành thời gian nhiều hơn với thiên nhiên, thực hiện các bài tập yoga và thiền định. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi ngọ trong tháng 5 âm lịch năm 2021. 1. Giáp ngọ, thuộc mệnh Kim, Nam Thái Dương, nữ Thổ Tú khẩu quyết hãy bao dung chớ để chuyện bé xé ra to lại hỏng cả kế hoạch tương lai quý nhân thìn tí tiểu nhân dần tị màu sắc may mắn nâu xanh lá hai bính ngọ thuộc mệnh thủy nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết hãy kiên nhẫn hỏi han tìm hiểu thông tin để hiểu rõ vấn đề quý nhân mùi thân tiểu nhân thìn mão Màu sắc may mắn, đỏ, nâu. 3. Mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, đừng để tâm tới tuổi tác, hãy luôn giữ tinh thần tươi trẻ. Quý nhân, mão, hợi. Tiểu nhân, dậu, dần. Màu sắc may mắn, vàng, tím. 4. Canh ngọ, thuộc mệnh thổ, nam thái dương, nữ thổ tú khẩu quyết chớ nên khó tính với người ngoài nhưng phải nghiêm khắc với bản thân hơn quý nhân tý hợi tiểu nhân sửu dần màu sắc may mắn hồng cam năm nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết đừng quá mơ mộng khi thực tế mà bạn đang đối mặt cần bạn tỉnh táo hơn quý nhân tị mão tiểu nhân dần thìn màu sắc may mắn xám đỏ cảm ơn các bạn đã theo dõi